Tại sao mô hình chăn nuôi giòn lại đang rất phát triển trong vài năm trở lại đây? Đây là câu hỏi của khá nhiều bà con đang tò mò về mô hình chăn nuôi mới này. Liệu có phải là do các loài vật nuôi thông thường đang dần thoái trào và không còn đem về lợi nhuận cho những hộ chăn nuôi có quy mô nhỏ lẻ nữa hay không? Liệu có phải người chăn nuôi đang quá chán ngán với cảnh được mùa mất giá? Liệu có phải bà con chăn nuôi các loài vật nuôi thông thường đang nơm nớp nỗi lo dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ đến lúc nào trên đàn vật nuôi gia đình mình? Chính xác, những mô hình chăn nuôi thông thường đang tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người chăn nuôi, nên nhiều người đang tìm đến con đường mới để thay đổi cách chăn nuôi cũ kỹ xưa kia. Anh Nguyễn Văn Dũng là một người như vậy, sớm nắm bắt được nhu cầu của thị trường cũng như thế mạnh của nghề chăn nuôi giòn. Anh đã ngay lập tức chuyển đổi mô hình chăn nuôi và đã gặt hái được nhiều thành quả trong suốt nhiều năm vừa qua. Xin kính chào quý bà con, tôi xin phép tự giới thiệu, tôi tên là Dũng, là chủ của hợp tác xã chăn nuôi cũng như là bảo tồn các loại động vật hoang dã. Thì là tôi cũng xin được giới thiệu bà con, đây là một mô hình chăn nuôi con giòn của hợp tác xã tôi, có địa chỉ tại là Tràng Bom, Đồng Nai, với tổng diện tích chăn nuôi là 1.500 m², và tổng đàn của tôi cả giòn thương phẩm và giòn sinh sản là đang là 500 cặp. Đó, thì với một cái mô hình chăn nuôi như này thì hiện tại thì tôi đang sử dụng là hai nhân công chăn nuôi chủ lực. Ở cái ưu điểm chăn nuôi con giòn này thì thứ nhất là cái chi phí để bà con mà làm trang trại thì dường như là nó rất là thấp. Bà con đều có thể là tận dụng những cái chuồng gà, chuồng lợn hoặc là những cái chuồng mình đang nuôi bò nuôi trâu, mình đều có thể tận dụng những cái ô chuồng, những cái trang trại như thế để mình chuyển đổi mình trong nuôi con giòn này được. Và cái ngoài ra ở con giòn nó có cái ưu điểm ấy, là nó cái đặc tính của nó là nó sống tập trung bầy đàn, nên là cái diện tích những ô chuồng ấy, để mình làm cho nuôi con giòn này nó cũng không tốn nhiều diện tích. Và ngoài ra ấy, cái con giòn này ấy, nó có cái đặc tính mà sống tập trung bầy đàn như thế thì cái quá trình mà nó sinh sản nó nhân đàn thì dường như là cái hiệu quả nó cũng rất là tốt. Ngoài ra cái quan trọng, yếu tố quan trọng nhất đấy là cái chi phí thức ăn để mà bà con là chăn nuôi con giòn này dường như là nó cũng rất là thấp. Thì con giòn này nó ăn được 3 nhóm. Thứ nhất đấy là cái nhóm rau củ, nhóm thứ hai là nhóm hoa quả và nhóm thứ ba đấy là nhóm tinh bột. Thì khi mà bà con mà chăn nuôi con giòn này thì dường như là cái chi phí thức ăn nó thấp như thế, thì khi mà nhưng mà cái giá trị thì thương phẩm con giòn này dường như là nó cũng rất là cao, nó thuộc vào là phân khúc cao cấp đặc sản. Nên là khi mà mình xuất bán những cái lứa thương phẩm đi thì dường như là mình trừ tất cả những cái chi phí về nhân công này, thức ăn này, thì cái lợi nhuận biên nó đem lại cho bà con cũng rất là lớn. Và ngoài ra ở con giòn này nó có một cái yếu tố mà ưu điểm mà vượt trội nữa, đấy là cái về cái dịch bệnh dường như ở con giòn nó cũng không có. Những cái bệnh về virus lây lan truyền nhiễm những con động vật thông thường là nó cũng không có. Ở đây chủ yếu là ví dụ nó bị một số những cái bệnh về cục bộ cá thể, ví dụ như là bệnh về đường ruột đấy, về là tiêu chảy, thì bà con là cần lưu ý cái mình phải phòng cho nó là chính, là cái nguồn thức ăn ấy là mình phải cho nó sạch sẽ đấy, và những cái chuồng trại của mình là mình phải luôn luôn là quét dọn để làm sao mà nó có một cái môi trường nó sống là sạch sẽ nhất thì con giòn nó phát triển rất là tốt. Để liên hệ trực tiếp với anh Dũng thì quý bà con hãy gọi cho anh qua số điện thoại đang hiển thị trên góc phải màn hình để được anh tư vấn kỹ hơn. Đi kèm với những điểm mạnh đó thì không thể hoàn toàn không có những rủi ro trong nghề này. Nhưng theo anh Dũng, bà con chỉ cần bỏ thời gian ra để tìm hiểu thật kỹ về kỹ thuật chăn nuôi, cách chăm sóc và lựa chọn con giống bắt đầu là bà con đã có thể hạn chế được tối đa những rủi ro có thể xảy ra. Dù chăn nuôi bất kỳ loài vật nuôi nào thì bà con cũng cần tìm hiểu kỹ lưỡng, như vậy thì khả năng thành công càng được nhân lên. Để có được một khởi đầu tốt nhất thì bà con không thể bỏ qua khâu tìm hiểu này từ các trang trại chăn nuôi đi trước. Cụ thể, anh Dũng cũng muốn khuyên bà con mới bắt tay vào chăn nuôi như sau. Bản thân tôi ấy, như những cái lúc mà thời điểm đầu mà tôi đầu tư chăn nuôi con giòn này thì là tôi cũng có vấp phải một số những cái rủi ro mà mình không mong muốn. Thì là nhân tiện đây thì tôi cũng chia sẻ bà con khi mà cái nhu cầu, cái lợi nhuận mà con giòn nó đem lại cho bà con là rất là lớn, nên chính vì thế cái nhu cầu mà đầu tư chăn nuôi phát triển làm giàu kinh tế từ con giòn này bà con cũng rất là cao. Thì tôi chỉ có lời khuyên bà con này, để mà chăn nuôi con giòn thành công thì nó phải có cái ba yếu tố rất là quan trọng. Đấy là bà con là cái đầu vào, khi mà cái đầu vào con giống là nó phải đảm bảo chất lượng,
thì bà con khi mà đầu tư chăn nuôi thì nó mới không bị vấp phải những cái rủi ro không mong muốn. Và cái yếu tố thứ hai đấy là cái kỹ thuật chăn nuôi con giòn. Và cái yếu tố cuối cùng đấy là cái đầu ra xuất bán thịt thương phẩm. Thì để mà lựa chọn được cái con giòn mà nó đạt chuẩn giống thì là tôi có lời khuyên bà con, bà con nên bớt chút thời gian mình đi thực tế tham quan cũng như tìm hiểu tất cả những cái trang trại người ta đang chăn nuôi cũng như là phát triển cái mô hình chăn nuôi con giòn này. Thì bà con đến thực tế thì mình sẽ tìm hiểu nó sẽ cụ thể hơn. Thì bà con sẽ nên lựa chọn những trang trại người ta đủ lớn, người ta đã có nhiều năm bề dày kinh nghiệm chăn nuôi về con giòn này và người ta đã thành công rồi, thì bà con sẽ có nhiều cái sự lựa chọn cái con giống mà nó đạt chuẩn hơn. Ở cách chăm sóc con giòn này thì tại trang trại của anh Dũng đang tách ra làm hai chế độ chăn nuôi khác nhau. Thứ nhất là chăn nuôi thương phẩm để có nguồn cung cho thị trường như các nhà hàng, quán ăn. Thứ hai là kiểu nuôi sinh sản. Ở phần này quý bà con cần chú ý hơn, bởi khi chăn nuôi giòn sinh sản cần sự quan tâm chăm sóc nhất định thì chúng mới có thể cho ta những lứa con khỏe mạnh. Và ngoài ra trong cái kỹ thuật chăn nuôi con giòn này thì là bà con là cần lưu ý cho tôi là mình nên là với cái kinh nghiệm của tôi thì là chăn nuôi con giòn này nó có hai cái quy cách quy trình chăn nuôi khác nhau. Đấy là mình chăn nuôi theo cái chế độ thương phẩm và mình chăn theo cái chế độ sinh sản. Khi mà bà con chăn sinh sản ấy thì cái biểu thức ăn ấy thì là bà con là không thể để nó lớn nhanh khi mình chăn thương phẩm được. Vì cái đặc thù của con giòn này là ống tinh hoặc là cái bộ phận sinh dục của con giòn cái nó rất là bé. Khi mà mình chăn sinh sản nhân đàn nhưng mình để nó lớn nhanh như mình nuôi thương phẩm thì là vô tình cái hiệu quả về sinh sản nhân đàn nó cũng rất là thấp. Và ngoài ra ấy, để đảm bảo được cái giá trị về thịt thương phẩm nó giữ nguyên được cái chất lượng ấy, thì là bà con cần lưu ý cho tôi là như đối với hợp tác xã của chúng tôi ấy, là chúng tôi là nói không với chất hormone hoặc là những chất tăng trưởng. Chúng tôi vẫn cho ăn những cái nguồn thức ăn rất là dân dã, chủ đạo là những cái nguồn rau củ này, hoa quả. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có tăng cường cho nó thêm một bữa cháo. Cái cháo ở đây thì có thể là mình kết hợp với lại rau củ hoặc là cháo cá, cháo gà, cháo thịt. Thì nó tùy vào cái từng vùng miền khác nhau để bà con có lựa chọn xem là cái nguồn thức ăn của mình mà làm sao mà nó thấp nhất thì có thể là bà con lựa chọn để chăn nuôi cái con giòn này. Và điều quan trọng nhất mà phần lớn bà con chăn nuôi đều quan tâm đó là đầu ra của con giòn này sẽ như thế nào. Với kinh nghiệm của mình thì anh Dũng cho biết bà con cần lựa chọn những trang trại lớn, đủ tầm cỡ để sẵn sàng bao tiêu đầu ra cho bà con sau này. Như trại của anh là một ví dụ, khi bà con chăn nuôi thành công thì anh sẽ có hợp đồng bao tiêu dài hạn cho bà con để bà con không còn lo lắng về vấn đề này nữa. Khi mà bà con đã chăn nuôi thành công rồi thì là cái đầu ra để mà cái giá trị của nó mà không bị những cái thương lái ép giá ấy, thì là bà con là nên lựa chọn những cái trang trại người ta cũng đủ lớn và cụ thể là người ta chứng thực, người ta có những cái hợp đồng bao tiêu cho bà con. Thứ nhất là cái thời hạn này nó phải cố định này, và cái thứ hai là cái giá cả nó phải cố định. Ví dụ như cụ thể như hợp tác xã của chúng tôi thì là chúng tôi có chứng thực những cái hợp đồng bao tiêu đầu ra cho bà con có thời hạn là từ 5 năm đến 10 năm. Cụ thể ví dụ như một cái giai đoạn là thứ nhất là 5 năm đầu tiên thì như hiện tại chúng tôi đang thu mua lại với cái giá nó cụ thể là từ 1,7 triệu cho đến 1,9 triệu trên một cân. Và hết 5 năm thì có thể là bà con vẫn chưa tìm đầu ra thì là chúng tôi là sẵn sàng ký kết với bà con và lúc đấy là mình sẽ thương thảo theo cái giá cả thị trường của 5 năm tiếp theo. Thì là bà con là nên lưu ý như thế, thì khi mà nó đã có những cái chứng thực, những cái hợp đồng cụ thể như thế thì là cái đầu ra của bà con ấy là nó sẽ được ổn định và nó sẽ không bị những cái lái buôn hoặc là thương lái người ta ép giá. Khi mà mình đã chăn nuôi thành công thì là bà con là nên cần lưu ý cho tôi những cái vấn đề như thế. Để chăn nuôi được những trang trại có quy mô lớn như thế này thì anh cũng đã phải nghiên cứu ra những quy trình chăn nuôi chuẩn, những ô chuồng nuôi phù hợp với từng kiểu con giống, phù hợp với từng kiểu khí hậu ở các địa phương khác nhau. Bà con có thể đến tham quan trực tiếp các mô hình chăn nuôi của anh trải dài trên cả nước để được biết cách làm phù hợp với gia đình mình, hoặc đến trực tiếp với trang trại này của anh có địa chỉ tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để được xem cách sắp xếp và xây dựng khu vực chăn nuôi như thế nào. Sau đây là một phần thiết kế trang trại của anh tại khu vực miền Nam. Tại thì chúng tôi đang có hai ô chuồng, hai kiểu ô chuồng chăn nuôi con giòn khác nhau. Đây là một ô chuồng mà tôi thiết kế là chăn nuôi tập trung, là với là dài rộng 2m, cao 2m. Thì với mỗi một ô chuồng như này thì chúng tôi có thể nuôi được từ 15 cho đến 20 cá thể.
Thì ở cái những ô chuồng tập trung như này thì nó có những ưu điểm vượt trội là có thể là mình chăn vừa chăn nuôi thương phẩm này. Và ngoài ra khi mà những cái mùa mà con cái nó lên giống rất là nhiều ấy, để mà tránh cái tình trạng mà nó bị lỡ lứa ấy, thì những ô tập trung như này thì mình có thể là ghép đôi tập thể được. Thì với những ô tập thể như này thì mình có thể thả với tỷ lệ là một đực 3 cái hoặc có thể là 4 cái. Thì trong quá trình mà mình những cái ô chuồng tập trung như này thì nó có, ngoài ra thì nó cũng khi mà những bà con mà mình cái diện tích của mình chăn nuôi mình không có nhiều ấy, thì có thể là mình thiết kế những ô tập trung như này được, thì mình vẫn đảm bảo được là mình chăn nuôi với cái số lượng là nó sẽ nhiều. Thì là những cái ưu điểm của cái những ô chuồng chăn nuôi tập trung này ấy, thì là thứ nhất là khi mà bà con mà mình cái diện tích chăn nuôi của mình nó không có nhiều ấy, thì có thể là bà con là làm những cái ô những cái ô chuồng mà nó tập trung như này, nó với cái diện tích là dài rộng 2m, cao 2m. Thì với mỗi một cái ô chuồng như này thì có thể là mình nuôi được là từ 15 cho đến 20 con đó. Và ngoài ra là cái ô chuồng tập trung này thì có thể là mình vừa chăn thương phẩm này, và vào những cái mùa mà nó lên giống ghép đôi thì có thể là bà con sử dụng những cái ô chuồng tập trung như này, thì mình có thể là ghép đôi tập thể, thì là nó sẽ không bị lỡ lứa những cái con cái mà nó đang lên giống đồng loạt cùng một thời điểm. Và ngoài ra ấy, khi mà mình chăn nuôi những ô tập trung như này thì có thể là mình dễ kiểm soát hơn đó. Ví dụ như mà khi trong quá trình mà ghép đôi thì bà con chỉ cần lưu ý là mình để ý xem là những con cái nào mà nó đã có những cái biểu hiện mà nó đã ghép đôi thành công rồi. Ví dụ như là nó không muốn ở cùng với bầy đàn nữa, lúc nào nó cũng nằm một góc, thì có thể là mình sẽ kiểm tra cái con đó. Và nó đã được giống rồi thì lúc đấy là mình sẽ tách riêng nó ra ở những ô chuồng mà nó sinh sản. Khi mà bà con là thiết kế những ô chuồng mà mình chăn tập trung như này thì là nó tùy vào cái mặt bằng hiện trạng của mỗi người tại mỗi gia đình khác nhau. Thì ví dụ như ở hiện tại thì ở trong trang trại của tôi thì với cái ô chuồng như này thì là tôi đang thiết kế là tôi sẽ xây lên là 1m đó, chiều cao của bức tường là 1m, và 1m còn lại là tôi sẽ quây bằng cái sắt vuông 5 xung quanh, thì nó sẽ đảm bảo là thoáng, và khi mà mình vào mình chăn hàng ngày thì là mình cũng đi lại nó rất là thoải mái để mình thao tác trong công việc mình chăm sóc. Thì với là cái chiều dài của nó là dài rộng là 2m, cao 2m. Thì với mỗi một ô chuồng như này thì có thể là mình nuôi được là từ 15 cho đến 20 cá thể. Với cái ô chuồng như này thì là tôi sẽ thiết kế là với chiều dài là 2m thì tôi chia đều ra làm 3 ô, và cái chiều sâu của nó là 1m, và cái chiều cao của nó là 50 phân, và từ đáy nền đáy chuồng là 50 phân. Thì tôi có thể thả với tỷ lệ là một đực 2 cái hoặc là 3 cái. Thì trong quá trình mà nó ghép đôi như này thì là khi mà nó đã được rồi thì có thể là bà con là mình sẽ tách nó ra, mình thì không cho nó ở chung nữa,